đời thám tử. Con cứu mẹ nè, con cứu mẹ nè, giỏi quá à, con dạ, cứu mẹ chào ông nè. Chủ. Anh, qua đây chơi với con đi. Chỉ có cô mới ra lệnh được cho ông ta thôi. Giữa tôi và chồng chị không có chuyện gì xảy ra hết á. Cô im miệng đi. Tôi đưa cô vô nhà tôi để lo lắng cho con tôi. Không ngờ cái ông chồng khốn nạn của tôi cô cũng muốn chăm sóc luôn. Không, không phải vậy đâu chị, bình tĩnh. Thật sự là không có chuyện đó xảy ra đâu. Từ ngày cô bước chân vô trong cái nhà này, tôi sống giống như trong địa ngục vậy đó. Tôi muốn cô á phải biến mất, phải trả giá.